để tìm, để gặp, để hiểu, để yêu và để phục thờ Thiên Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện không phải là để Chúa làm theo ý mình, mà để mình hiểu được và làm theo ý Chúa. Con kính mời cha Thông lên có đôi lời cảm ơn với anh ca sĩ Doãn Minh Mạnh. Trước khi con cảm ơn cha sư, trước tiên cha phép chúng con đến đây hôm nay. Chúng ta biết Doãn Minh không phải là ca sĩ Công giáo, anh theo Phật giáo. Hôm nay anh đến đây không phải chỉ bởi vì anh muốn hát nhạc Công giáo, mà nó đồng hành với chúng con. Cái xíu con chia sẻ trên cái đoạn đường, cái bài mà quý vị vừa nghe ngày con chào đời, đó là một cái bài của một người em họ con viết. Quý vị, cái lời của nó rất là nhìn về một cái gì đó để cho nó tốt hơn. Con nhớ rằng ngày con chào đời, rất nhiều người chúc phúc cho con. Và cách đây mới 3 ngày, cha mới liên lạc với Doãn Minh, cha nói Minh, cha muốn con hát cái bài đó và mình phải đi học lời, rồi phải đi làm nhạc. Một lần nữa trước mặt mọi người, cha thật sự cảm ơn cái sự cố gắng chờ chót cha gọi mình để hát bài đó. Xin mọi người cho mình một lần nữa cảm ơn. Con xin cảm ơn cha rất nhiều và xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin chào quý bạn chị em, cha Mắt Đi Đô Nguyễn Bá Thông, xin mời cha. Cha Mắt Đi Đô Nguyễn Bá Thông là một cha chính xứ thuộc giáo phận Atlanta, và mỗi năm hình như là thứ đầu đầu năm dương lịch là cha có dịp về Việt Nam, và đặc biệt năm nay nghe tin cha về, chúng con đã mời cha đến đây và cha đã chấp nhận lời mời của chúng con. Vì thế hôm nay sự hiện diện của cha ở đây là một lời khích lệ động viên cho chúng con cũng như cho các bạn trẻ hiện diện trong buổi tối hôm nay tại buổi thánh đường này. Xin cộng đoàn trong nhóm này chào mừng. Cảm ơn cha rất là nhiều. Cứ tình thường là một lần nữa cảm ơn cha xứ ở đây. Cứ tình thường trước khi các nhà là con hát có lời cầu nguyện, nhưng con nghĩ cái bài hát hôm nay đã nói lên tất cả rồi, là nó tóm gọn tất cả những gì con hay cầu nguyện, là xin chỉ cho con là người nói, biết nói những gì Chúa muốn con nói. Xin mở tai những người nghe, để những người nghe muốn làm, nghe những gì Chúa muốn làm nghe. Và xin mở rộng đôi tim và khối óc để chúng con dám nghe, dám nghĩ, dám yêu và dám làm những gì Chúa muốn con làm. Con đi giảng vòng quanh thế giới rất là nhiều. Cái may mắn của con đó là một cái ơn Chúa cho con. Cái miệng con nói rất là giỏi. Con đố ở đây mà ai nói hơn con? Người ta bảo là tại sao cha nói giỏi vậy? Cha nói là cha không biết làm thì phải biết nói. Đã không biết làm mà không biết nói, nó chửi ông là cha không biết làm, không biết làm mà không biết nói. Cho nên con nói rất là giỏi, và đây là lần đầu tiên con nghĩ trong tất cả cái lần con đi giảng là đàn con trai, đàn ông đi nghe nhiều hơn đàn bà còn lại. Con có biết tại sao không? Chắc tại cái đề tài là ơn rời em đây rồi. Mấy anh tới đây là coi em ở chỗ Lào. Hay là người Việt Nam mình có thấy hay lắm mà. Cười đó thì che mệt mỏi, lúc chửi thì quán cái miệng lại. Cha giới thiệu thì sau chửi nhẹ miệng lại cười nhá. Kỳ này là cha thấy bà cười mà che miệng là cha tắt đó, đúng rồi, cha lại cười phải quát to như là cho cả thế giới biết ta đang cười rồi. Cái đề tài của con ngày hôm nay thực sự là không phải ông rời em đây rồi, mà nó là cái đề tài trần truồng và không sâu hậu. Trước khi con vô, con chỉ muốn giới thiệu mọi người như thế này: nếu ai trần truồng mà xấu hổ, nếu ai trần truồng mà xấu hổ, kẻ đó có tội. Nghe thấy nó khó nghe không? Ông cha là ông giáo dục có đúng theo đường lối xin chỉ cho con đâu, bảo đảm là đúng. Tí xíu nữa con sẽ giải thích. Cái đề tài mà con viết ngày hôm nay, con muốn cho mọi người nhìn thấy, không phải do con đọc ra. Con đã đi
tham gia cái đề tài này được mấy nhà thờ ở Việt Nam, và họ nói theo lời của cha thông, cần chuồng mà không xấu hổ. Có nói xin sửa lại, cần chuồng mà không xấu hổ không phải là lời của cha thông mà là một ma dâm của mẹ Hà. Và lời đó là lời Chúa được ghi trong Kinh Thánh, được một vị thánh giáo hoàng 5 năm trời tại quảng trường Thánh Phêrô vào những ngày thứ tư với bài giáo lý, 5 năm trời ngài chạy về cái sự cần chuộc mà không xấu hổ này. Ngài đã viết một cuốn sách về chủ đề này, và trong vòng một tiếng đồng hồ tới con cố gắng không nó lại để cho chúng ta cùng cần chuộc mà không xấu hổ. Con đố mọi người biết vị thánh giáo hoàng đó là họ đố ai biết cái đó là của vị thánh nào? Và thờ này thánh say lên thế nào? Ngồi mà cứ giống như là sợ, giống như là đi giống như là đi được nghe. Dạ thôi chú. Của thánh Gioan Phaolô II. Dạ đúng rồi. Chính là nhớ chú này. Của thánh Gioan Phaolô II là gì? Cái chủ đề của cuốn sách ngày viết từ năm 79 cho đến năm 2000 cho đến năm 1984. Mỗi thứ tư hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô giải thích về cái sự trần truồng mà ngày hôm nay con sẽ nói. Và trần truồng như thế con sẽ nói. Cho nên ngày hôm nay có ai muốn chửi tại sao cha không nói về trần truồng, xin mời cứ chửi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô này để đừng chửi tôi. Và xin trở về mở cuốn Kinh Thánh này. Người Công giáo mà đọc Kinh Thánh thì khi mỗi lần hắn mở Kinh Thánh cho cha, Thánh Gioan chương 3 câu 7 nó nói can mấy này cha. Đã có đời có biết mở cuốn Kinh Thánh nó ra sao không? Về mở dùm cha cuốn Kinh Thánh chương thứ 2 câu 25 của cuốn sách đầu tiên trong bộ Kinh Thánh gọi là sách. Nói to lên, nói to lên, sẵn sàng thế. Sau khi cha không có lực tạo được câu đó, ông A-dông và bà Eva cũng làm rồi được Chúa ghi lại. Trần truồng mà không xấu hổ. Con muốn đi về những cái căn bản. Đức Thánh Giáo Hoàng bắt đầu trong 5 năm trời giảng dạy, ngài bắt đầu bằng một câu chuyện. Ngài nói là người Pha-ri-siêu đến gặp Chúa Giê-xu và hỏi lại Chúa, người ta có được phép ly dị vì bất cứ lý do gì không? Chúa Giê-xu trả lời làm sao? Ai biết trả lời to lên? Hay là cho lấy tiền và cho lì xì thì nó sẽ được hài lòng hơn đó. Ít nãy cho nói cái đầu quên mất rồi. Tại sao? Nói to lên nói giống như mày nói là chửi giọt ta. Có được cái gì không? Chúa Giê-xu trả lời không. Thế những người Pha-ri-siêu hỏi Chúa cái câu gì kế tiếp? Nhưng hai câu la đây rồi. Không phải là nhưng những người Pha-ri-siêu nói với Chúa sao có hai câu la rồi trời nhằn quá. Cha là dương sâu Môi-se lại gấp. Trước khi con trả lời cha nói thế con đúng, cha đưa con hai câu la. Con sai, con đưa cho 50 nghìn. Thưa cha là ông Môi-se là có phép phải có phải không ạ? Mọi người nghe nghe em nói là tại sao ông Môi-se lại cấp lại cho phép cấp lễ đi gì mà? Đúng không? Đúng tay. Nhưng người ta bảo thưa Chúa, nhưng ông Môi-se cho phép. Chúa nói như thế nào? Ai biết cùng cái tiếng Chúa trả lời sao? Trời ơi, cả nhà thờ này cũng thắc kinh chết tôi rồi. Thế cha, Chúa nói là đấy là sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly. À, không phải lúc đó, Chúa nói câu đó nhưng mà không phải cái chỗ đó. Chúa nói lúc nào người ta bảo, Chúa bảo người ta đến hỏi Chúa có được phép ly gì thì bất cứ lý do gì không? Chúa trả lời không. Họ nói nhưng ông Môi-se cho phép ly gì? Chúa mới bảo nhưng. Mời chị. Thưa cha, Chúa nói tại vì các ngươi cứng lòng nên ông Môi-se cũng cho cái câu đó không
tiếp theo là nhân từ khởi đầu. Khi Thiên Chúa tạo nên lập địa thì hôn nhân hai người chỉ có một nam và một nữ. Con gửi câu nửa lòng của cô kia cộng với hai lòng của cô này. Họ bảo với Chúa, Chúa mới trả lời đúng. Tôi xem cho phép là bởi vì cái những sự cứng lòng của các người. Nhưng từ nguyên thủy đã không phải thế. Con muốn mọi người nhớ cho con cái chữ này: từ nguyên thủy. Bởi vì cả cái nền tảng chúng ta xây dựng ngày hôm nay, nó phải xây dựng lên từ nguyên thủy. Ý định của Chúa khi tạo dựng chúng ta thế nào, chứ không phải ngày hôm nay chúng ta muốn thế nào. Cái chữ từ nguyên thủy đã không phải thế. Và đó xây dựng. Nhưng từ nguyên thủy, từ đầu tiên, từ khởi đầu, ý định của Thiên Chúa đã không phải thế. Vậy khởi đầu ý định của Chúa là gì? Trước khi con đi tiếp, cho con hỏi một chút. Có hai trình tự được sáng lập của từ nguyên thủy. Sắp sáng thế kỷ, chương thứ nhất và chương thứ hai. Từ nguyên thủy đầu tiên, chương đầu tiên của cuốn sách đầu tiên, trình tự tạo dựng được, Chúa tạo dựng tất cả mọi loài, rồi sau đó Chúa tạo dựng con người. Con người là ai? Là con người. Chúa tạo dựng, chúng ta hãy nghe, đó là ngày thứ năm, đó là ngày thứ năm, đó là rồi Chúa tạo dựng nên con người. Đó là cái trình tự của tạo dựng. Vậy con người được tạo dựng là ai? Nguyên thủy, con muốn mọi người trả lời. Đến ngày hôm nay ta đến trên khẳng em, ta nói em, con là ai? Who are you? Con là ai? Con nói cho nghe nha. Con không biết con là ai, sao cha biết con là ai? Thưa cha, con là con người. Con là con người. Ủa chứ hồi giờ có ai nói con là con Phật không? Ủa, nhìn này có giống con người không? Giấu á, con là ai? Rồi nay cha hỏi tưởng mày rồi, con quay phim nhiều lắm, cha hỏi coi, con là ai? Dạ, con. Cha chưa thấy cái thằng nào trời hổ như con. Chẳng nói là con là bảo con là cái chị ngồi bên cạnh. Con nhìn con thấy chị đi coi. Giấu cho con. Nhìn đấy, cha mới nhìn, con chưa nhìn sao con biết. Cái này là những chú bảo chú tình ta gặp lại nhau một trời một vòng, biết là có đây kìa. Con là ngày hôm nay nó tôi hỏi anh chị em, những người công giáo đang ngồi trong nhà thờ này, ngoại trừ có mỗi anh rảnh đứng là không công giáo rồi. Người không biết người ta hỏi anh là ai, có trả lời sao? Tôi là con người, tôi là tôi ạ. À, mình biết mình là ai thì mình không phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Bởi vì tôi đã biết là tôi là ai đâu. Tôi là chương thứ nhất của sáng sáng thế kỷ, hãy trở về từ nói to lên nguyên thủy. Sáng sáng thế kỷ câu 2:16 chương thứ nhất. Sau khi tạo dựng muôn loài xong, Chúa bảo chúng ta chẳng ngưng cái chỗ này để dạy giáo lý một tí xíu, chẳng phải dạy giáo lý nữa. Chúng ta, Chúa ngồi chưa có biết mấy ngôi mà lại nói chuyện với chúng ta. Điều đó cho chúng tôi biết chắc chắn là nó có ít nhất là hai một lần, đúng không? Không ai bảo chúng ta là con mình vui cho tôi nhìn một cái gương tôi đấy, hay áo mày, hai đứa mày. Mà tôi hy vọng là Chúa không nói lúc đó Chúa đã làm được cái gì. Tất cả mọi loài rồi, coi chừng Chúa lại nói với con chó, con mèo, Chúa nói thì tao với mày, chúng ta hãy tạo dựng con người. Cái cha, con chó, con mèo, nó tạo dựng mình à. Cho nên từ đó chúng ta cho biết màu nhiệm một Chúa mấy ngôi mình không biết, nhưng chắc chắn phải hơn một ngôi. Trở về với bài giảng, chúng ta hãy tạo dựng con người trong. Ai nói câu này, câu này nói to quá. Con cảm ơn Chúa. Trong
chúng ta hãy tạo dựng con người cao. Có hai chữ rồi, đừng có nói là cao. Cao. Dạ, trong hình ảnh của Thiên Chúa. Không phải. Tạm thể là. Tại sao mình đi lễ lúc mình đứng, lúc mình quỳ, lúc mình ngồi? Có biết không?
không thấy cả nhà thờ nó cùng xong rồi nó ta. Giờ đứa cháu của mình, người không có giáo họ mình, ca sĩ đánh bên họ mình, chúng ta tại sao đi lấy lúc lúc quỳ lúc ngồi? Ủa thì mình thấy cả nhà thờ nó quỳ lúc ngồi thì mình quỳ theo chứ mày hỏi chi nữa. Đó là câu trả lời. Cho nên chúng ta làm mà chúng ta không biết tại sao. Chúng ta đánh mất cái căn tính, cái nguyên thủy của mình. Cái căn tính, cái nguyên thủy của mình là ai? Là chúng ta là. Nói to lên giùm con. Nói to lên cả nhà thờ thế này, nói bé như thế à? Thầy phải cái đằng sau này biết. Chúng ta là ai? Hình ảnh của Thiên Chúa. Và bây giờ con hỏi là mình đi ra đường, người ta thấy mình nói cái thằng quỷ lên đến rồi. Thế mình đánh mất vô cái hình ảnh của Chúa rồi. Cái căn bản đầu tiên con cũng nói mọi người chúng ta là hình ảnh của Chúa. Cái nguyên thủy thứ hai, căn chương thứ hai của sách tạo dựng. Trình tự tạo dựng được khác nhau. Chúa tạo dựng cây cỏ trước, các loài cây cỏ. Xong Chúa bảo con người tự do ăn hưởng, muốn làm gì đó làm, cứ tự do vui chơi thoải mái sử dụng. Đàn ông cũng sử dụng sao? Cái này mồ que. Chúa sao rồi kiếm mấy cái này nói chuyện cái đó được. Chơi cái đó không thôi. Thế Chúa mới cho đàn ông Chúa đã ta hãy tạo dựng cho nó một người cân xứng với nó. Cân xứng. Thế Chúa tạo dựng cái gì kế tiếp? Chúa tạo dựng con vật. Chúa tạo dựng loài loài. Con chó, con heo, con gà, con vịt. Chúa bảo, ê, cái này, ta tạo dựng cho ngươi nguyên một cái hệ thống là cho ngươi này, cho ngươi chọn lựa. Cái con nào mà ngươi thích nhất là cho ngươi làm người phối ngẫu luôn. Ông nhìn qua mấy con này nhìn đẹp quá không được. Con này cũng được. Con này cũng được. Con này cũng được. Mà Chúa còn cho cái quyền gì nữa, không phải được cho mà được đặt tên cho cái con đó là con gì. Trong thiếu nhi thánh thể chúng ta hát bài ngày xưa ai ông nghe và được Chúa cho làm mẹ cha đặt tên của thầy nếu con là con mình bảo nó con gì nó phải kiềm chỗ con đó. Cái ông này có quyền. Nhưng ông nhìn hết tất cả các con Chúa tạo dựng, ông nhìn xong ông bảo không có con gì là cần xứng với tôi. Trong lúc đặt tên cho các con Phật, ông mới xác định được mình không phải là con Phật. Mình thuộc một cái thế giới không giống nó. Thế ông lại tiếp tục buồn. Chúa mới cho ông vào một giấc ngủ thật sâu. Chúa mới rút cái xương sườn, nó ra bị gãy xương sườn lần nào chưa? Có biết nó đau thế cỡ nào không? Mỗi lần mình nhúc nhích một cái nó đau cả người. Con nó bị đánh gãy xương sườn trái hai lần và xương sườn phải một lần. Nó đau kia, ông này rút luôn cả cái xương sườn. Mà hồi nó chưa có thuốc tê, may là Chúa chơi thuốc mê. Một giấc ngủ thật sâu. Chúa mới rút cái xương sườn của ông ra. Chúa tạo dựng lên người đàn bà. Chúa mới cho ai dòng tức giận. Cái ông này bị cái bệnh. Ngày hôm nay có biết tại sao đàn ông chúng tôi thích đàn bà con gái bằng cái thân xác không? Có ai biết tại sao không? Là lỗi do ma dòng. Từ nguyên thủy mà. Cái gốc nó đã mê rồi thì bây giờ cái đầu nó cũng phải mê thôi. Đây tôi nói cho nghe, ông vừa thức dậy, ông nhìn thấy cái bà, ông chưa xác minh là bà này từ đâu ra, từ đâu đến. Ông ôm chồng lấy, ông bảo đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Mà sao ông ôm thấy mà ông thấy đau vậy? Ông mê đến độ quên cả cái đau. Bà bảo là Chúa làm phép lạ cho nên không đau. Con nói thật với bà đó, khi mà nó đang yêu là phép lạ hết. Cái gì mà phép lạ à, nó có nghe đâu. Đấy, không vừa rồi, con ước. Cái này chưa có thật, nên giáo sứ của con coi sứ Mỹ 100%. Cả giáo sứ nó bốn cái không thì nó giống hai thôi. Nó cắn từ trên dưới, có mỗi mình tôi cắn. Cho nên con nói với giáo dân của con, cha nói gì cha nói, đứa nào nói luôn luôn, con thương mày là bà, để con xong rồi trùng hợp. Con đứa nó tới nó nói cha, con có cưới cái chấp sự cưới cái anh mà tốt lắm. Anh phát hiện, anh đi học giáo lý xong anh tin vô Chúa hết. Nhưng mà anh không tin một điều, anh không tin
Chúa bảo con bé không tin. Con nói con này cứ yên tĩnh, cứ cưới nó về đây không sao đâu. Khi nó cưới mày về nó sẽ biết, nó sẽ tin có hòa hợp con nào. Ăn ở như thế nào? Coi cái tiếp theo.
Tôi không biết là nhưng mà nói tôi giỏi lắm. Người ta bảo sao cha cứ đi nói chuyện tình dục, ta bảo không cho ta làm thì cho ta nói chứ. Ở ai cái này tổ tiên kinh thánh chưa xin
Và ngày hôm nay cũng thế, chúng ta hãy đổ lỗi cho nhau. Cái đổ lỗi đó sao hôm nay đã từ nguyên thủy Mai Văn đã thả đổ lỗi rồi. Bây giờ tôi trở lại cái câu chuyện có bán chút xíu. Coi ai còn nhớ kinh thánh không? Đó là chuyện có nắm. Chúa hỏi, tại sao ngươi ăn ở Adam? Ông Adam không trả lời làm sao? Trước khi ông Adam mới trả lời, tôi cho bà ai mà trả lời trước cái đã. Nha. Mình trả lời cho đúng không? Kinh thánh rồi mà nhớ cho kỹ à. Đừng có lấy đâu mà cắn cầm mà kêu chết tôi à. Bà em, Chúa hỏi bà em à, tại sao ngươi ăn? Bà em à, trả lời là sao? Không phải. Cái chương cho nó chính xác, biết tại con rắn rồi. Nhưng mà con rắn đó thì sao? À, chào mẹ. Con tin nhận vì con rắn đã lừa dối con. Con rắn đã lừa dối con. Cảm ơn con. Cho nên ngày hôm nay các bạn gái, cái chuyện các bạn quan hệ trước hôn nhân rồi có này là tại tại cái anh đó anh lừa dối con. Câu này nghe quen không? Câu này nghe quen không? Cái thằng đó nó lừa con anh cha. Câu này nghe quen không? Quen lắm hả? Từ nguyên thủy nó đã nói câu này rồi. Nó lừa con. Nó nói nó yêu con. Nó nói nó làm tất cả cho con. Nó hy sinh cả cuộc đời nó cho con. Nó đi đến tận cùng thế giới cho con. Thế đứa thằng nào mà nó bốc phép, nó bảo nó đi đến tận cùng thế giới cho con. Con bảo nó thế anh có đi không? Nó bảo đi. Con bảo thế anh bảo nó luôn đừng về em xem nó có đi không. Nó đi, nó sẽ đi. Để rồi nó về, nó lấy những gì nó muốn. Thế là nó thương con hay nó thương nó. Lại bị lừa ở đấy. Mặt ngọt nó chết rồi, các ngươi đừng có thể biến thành con vật mà ăn vô cái mặt ngọt đấy. Con rắn nó lừa con. Cái câu này nghe quen các bạn nữ. À. Kế tiếp, Chúa hỏi Mai Dâm. Tại sao ngươi á? Ông Mai Dâm trả lời. Dạ. Ngươi cha người đàn bà cho bạn cho con. Người đàn bà. Chúa đã ban cho con. Chúa đã tạo dựng cho con. Đã xúi dạy con. Xúi dạy con phải nữa. Đàn ông chúng tôi không bao giờ xúi dạy. Đừng có thầm mặt. Đàn ông chúng tôi không bao giờ nghe lời xúi dạy của đàn bà. Ở đằng sau này ai cũng trả lời rồi. Đàn ông chúng tôi không bao giờ nghe lời xúi dạy của đàn bà. Chúng ta phải trở về cái như thầy. Người đàn bà Chúa con đưa quan chúng tôi là cái gì? Người đàn bà mà có bầu mà chưa cưới nhau, cha hỏi tại sao mà làm? Dạ, tại nó cho con. Anh nghĩ câu này quen quá, trong kinh thánh. Nhức đầu quá con ơi, tại nó cho con. Câu này mấy ông nghe cũng quen hả? Sao mình trở về nguyên thủy mình thấy có nhiều thứ nó quen quá. Đừng có đổ lỗi. Sau khi hai ông bà đổ lỗi cho nhau, Chúa có bảo thôi, bởi vì cả hai chúng ngươi đổ lỗi cho nên không tha tội cho cả hai nữa không? Trong cuộc đời linh hồn của mình khi mình làm người với những cảm nó lúc buồn cười lắm. Mà nói cha ra, giờ phải sao cha giờ? Ồ, con nó có bầu rồi. Thế hỏi sao nó có? Nó nói tự nhiên nó có rồi nè. Tôi ngồi tôi suy nghĩ tôi nói sao? Con đang nói với cha con là đu xe, bạn của con là Maria và cái bầu của bạn con đang mang là Thiên Chúa xuống thế lần thứ hai bạn con. Bởi vì cuộc đời cha thì tự nhiên cha mới nghe có một lần tự nhiên là lần đó thôi con. Mà nếu cái này của con là tự nhiên thì ơ
hỏi là tự nhiên là tại sao con? Nó nói cha biết mà. Cha hẳn biết là con. Cha không biết. Cho chúng ta nhìn thấy tỷ lệ nào phá thai ở tuổi thành niên Việt Nam là 20-18-20%, đó là theo báo dân trí. Ủy ban dân số và gia đình Việt Nam công bố một con số khiến không ít những người sửng sốt, chẳng qua là điều tra khảo sát thời gian này thì độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu tiên ở Việt Nam hiện nay là 14,2 tuổi. Đó là bình quân, có em 11, có em 17, 18, 18 như vậy, chia đều ra là 14,2 tuổi. Xong các bà lớn tuổi sẽ bắt đầu chửi như thế này: nó đi nghe ông cha không, rồi nó đi theo nghĩ lấy cái tay được má, lại đổ lỗi cho tay. Cha không trả lời, nó có theo tay đâu, nó trở về với truyền thống đấy. Bà truyền thống nào mà chung thứ những thứ đó. Dạ, cha không đọc cho nghe. Lấy chồng từ vợ 13 đến năm 18 thiên tài năm con. Ra đường tiếp thắng còn son, về nhà tiếp đá 5 con một tháng. Lấy chồng từ thở 13, năm 18 chính là 5 con. Đừng nói tự nhiên mà nó có đi. Vậy nó quan hệ lần đầu năm nó bao nhiêu tuổi? Giờ đây 14.2 mà đổi nó theo quý. Đừng đổ lỗi, hãy dám nhìn vô cái vấn đề. Nhưng các bạn trẻ ngồi đây đừng cứ tưởng mà ông cha không nói xong rồi hú hồn để mà vui. Họ quan hệ với trong năm 13 là bởi vì họ câu đầu, cái chữ đầu tiên là gì? Họ lấy. Mày có lấy chồng mà mày lại quan hệ, mày tính lừa tao đấy à? Nên hôm nay đi về các bạn cha không bảo là 13 là được phép rồi. Đúng, nó mày cưới cho tao rồi. Còn mày chưa cưới thằng nào được mà mày chặt lại. Đây, tôi có nhiều con gái lắm, nó đâu nhiều lắm. Đứa thằng con trai mà không quen với con gái của cha, cha ra hai cái điều đơn giản thôi. Người ta giảng cho cha cái thứ gì con được đụng mà không có tội. Nó nghe cái giảng xong nó hỏi tại sao được cái gì không được đụng mà không có tội. Tôi trả lời nghe cho kỹ này: cái thứ gì mày không có thì mày không được đụng. Mày đừng đụng vào những thứ gì mày không có. Mày đụng cái thứ gì mày không có là có tội. Mấy đứa con trai nó nghĩ là nó không nên con cha thân. Nó bảo thưa cha, thế cái gì con có là con có quyền đụng phải không cha? Ấy, tao thật lời cho nghe. Nếu con đã có rồi thì con đụng của con đi, con đụng của nó làm gì? Nói chung, tổng kết lại, không được đụng cái gì. Thấy không, con lừa mày đấy. Thì trong đá ban hồi nó xuất cái đồng vào tôm, chụp không kịp. Tôi đặt câu hỏi: nếu cái căn tính của mình là hình ảnh của Chúa, nếu cái mình phải quan hệ với nhau và nhìn nhau để nhận ra hình ảnh của Chúa trong nhau, như nhận xương bởi xương, lôi thịt bởi thịt tôm, nói như vậy thì nó thánh quá, trở về con người của tí đi. Ở đây ai đã có vợ con chắc chắn là chú phải có vợ rồi, đúng không ạ? Ngoại trừ chú đi tu. Thế con hỏi chú một câu mà chú phải trả lời thật. Chú được trả lời phép một chữ thôi, chú được trả lời hai chữ. Tại sao người đàn con nói tại sao chú với cô nhá? Con đang nói tại sao người đàn ông và người đàn bà họ quan hệ với nhau? Được một chữ trả lời thôi. Yêu. Yêu. À, ở đây còn ai có vợ có chồng nữa? Chú à, có thể hỏi cô đi. Tại sao người đàn ông và người đàn bà hợp hoàn thành với nhau? Yêu. Yêu, con muốn chữ khác mà. Chú này vô tay lên xuống. Con hỏi cô trước rồi hả chú? Thích. Hợp quan hệ bởi vì thích. Bởi vì từ là sướng. Hợp quan hệ với nhau chỉ vì sướng.
và Hồng Kông Hoa Kỳ rất là với chủ đề người. Tác giả có đề tài thứ năm là sex is good, tình dục thì rất sướng. Có cái bài chưa bạn ơi? Ra đó cha cả đồng trên sao cha biết nó sướng. Con trả lời cái bài thế này. Thưa con với lý đã thấy nó sướng cũng chỉ là. Thực sự nó là sướng, nhưng sướng như thế nào? Cho nên mấy bà hay mấy anh mà cứ gặp cha mỗi lần, gặp cha không là thấy nó sướng. Cái chữ sướng đó, nó không phải là sung sướng của thân xác, mà cái sướng vui của tâm hồn. Chứ họ gặp cha không mà họ thấy nó sướng mà. Theo cái tư tưởng thân xác, ghê gớm lắm à. Cái sướng đây là sướng của tâm hồn. Khi họ quan hệ với nhau mà họ không sướng trong tâm hồn mà chỉ sướng về thể xác thì họ có coi nhau là hình ảnh của Chúa hay không? Những ai đã từng biết là cha làm việc với những đứa trẻ thì bán là nó đang tình dục. Cha đi từ nhà trẻ. Cha vừa đi không chia cho được cô vào cho cô đó cặp quê những đứa là sống với nó. Chắc tìm hiểu và chắc cứu với nó là hiện bây giờ chắc có một đứa con đã từ Malaysia hay là chắc vừa mới cứu nó cách đây một vòng. Chính từ đứa này sẽ đáp chút sắp lại một chút đó. Từ Malaysia, đi bán qua Malaysia năm 14 tuổi. Năm 11 tuổi bố nó hết trong đó. Rồi sau đó có những cái cuộc sống với lại bố nó cứ say xỉn thì bố nó và bạn bố nó hết trong năm 14 tuổi nó biết là nó đi qua Malaysia làm biếm thì nó đi bởi vì nó là đạo lực duy nhất để thoát ra khỏi cái nhà này. Và năm nay nó 19 tuổi, 5 năm nó chưa về được. Bây giờ nó đang trên đường từ Malaysia đây. Cái câu hỏi mà cha vẫn đặt ra với chúng cô mà cha đi âm được cô vào là điều tra cho chúng cha. Nó giấu cả gia đình và dòng họ đó. Là tại sao nó làm được này? Thế tại sao nó phải nói thật với tôi một thằng đàn ông nó không biết là? Câu trả lời thì nó bị lừa thế đó. Hai điều của người con gái cần. Thứ nhất là sự tôn trọng, cái respect. Cái thứ hai là cái sự thật. Cha vào đó cho nó thật hết mọi sự. Riêng một cái nó chưa nói là cha làm được. Cha vẫn nói là cha đã từng có bò. Nó yêu có một cô thôi, nó bây giờ yêu cô thứ hai. Tôi không lấy vợ, cho nên cô đừng có yêu tôi. Và tôi không qua bằng thân xác. Bởi vì cô tôn trọng cái thân xác của tôi, cho nên tôi không quan hệ với cô. Nếu ai đã biết cha Thông đã từng đính hôn trước khi tôi bị tù. Ai muốn biết câu chuyện đó lên trên internet, search cái bài viết cho tôi biết, cái bài nhạc cho tôi nói. Cô bạn của cha là người bắt cha đi tù. Cô nói chú đi, anh đi, em đi, chú gọi anh đi tu đi, không gọi thì phải cưới anh sẽ, em sẽ không lấy anh để về. Lúc nào anh cũng bảo anh biết về anh đi tu cho nó khỏe, để lấy về là biết ngay không hẳn, tin vào không hẳn một đấy cả. Cô bạn đã làm người, cô bạn đã trở thành bác sĩ. Ở bên Mỹ cô đã sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ. Và năm ngoái cô cũng bị tù. Trong cuộc đời của mình, chú dùng mình. Các bạn trở lại cái câu chuyện tại sao cha cần cái câu chuyện mà cha hay làm với cái việc đó với những người bạn tại sao? Khi cha nói với những cô gái đó, cha nói lúc mà anh ở gần em á, tại vì họ không biết cha là cha, anh cảm thấy nó sao? Thì anh cứ nghĩ trong đầu của em á, em ở với bao nhiêu người, anh thấy nó sao á. Cô nói như vậy, anh có biết là lúc anh ở em ở gần anh, em còn đột hơn thế nào không? Thế cha mới hỏi tại sao em nhục như thế và em có nhục như vậy với tất cả người khác không? Họ bảo không, em chỉ nhục kia ở gần anh thôi, bởi vì anh em thấy anh tôn trọng em. Vậy tôi hỏi cô những cô gái đó, tại sao em cảm thấy nhục với anh? Bởi vì em nhìn thấy anh là con người, cho nên em xấu hổ. Còn những thằng con trai mà nó tới đây nó ở với em coi nó như một con súc vật đó.
nó chỉ nhìn em như là một cái dụng cụ để thỏa mãn cái thú tính của nó, thì em là con người việc gì phải đi xấu hổ với một thực phẩm. Trong chùa cũng là không xấu hổ. Đức giáo hoàng đưa ta trở về với cái nguyên thủy, cái ý định nguyên thủy của Thiên Chúa. Cuộc đời con thì con đi tu, con thích rất con là cái thằng rất thích viết nhạc, mà được cái ơn không biết một nốt nhạc nào hết. Mỗi lần trong giáo xứ con cất lên tiếng hát ca đoàn xin ra tắt cái microphone cho heo, bởi vì khi cha hát lên cả ca đoàn hát sai cùng với cha. Mà nó bảo cha đã sai ông thì nó dễ rồi, cứ mỗi chữ cho đổi một ông bố thằng nào nó biết cha đi chỗ nào là nó theo. Nhưng cha thì cha thích hát, cha hát thì cha hát cho cuộc đời của một của cha. Cha hát những cái bài từ ngày cha bước đi tôi là hết buồn mình, từ ngày cha bước đi tôi là thấy vui hơn, từ ngày cha bước đi tôi là hết đơn côi. Bán mai mình đến với nhà kinh, bán đơn mình đến với nhà chồng, đời mình là mai có đưa cho con, nó cho con.
nhớ không? Đàn ông nhớ cái câu đó nói hoài mà. Tại cái cô đó muốn cho con, chứ con đâu có đòi đâu, con đâu có đè đâu. Con rắn nó dùng con. Thưa cha, bởi vì con làm cái điều đó là bởi vì ảnh dù có. Đây, có rồi. Hồi nãy thiếu ai, thiếu của chú phải không? Con tạ chú. Và cái cuối cùng mà con muốn trở về với mọi người, sự trần truồng những nguyên thủy như con đã nói từ nãy tới giờ. Cho nên tôi đưa ra một ví dụ. Khi một người đàn bà đặt bản thân và ta thấy một người đàn ông bước vào, bà ta xấu hổ và che mình lại. Các bạn nghĩ họ xấu hổ bởi vì cái thân xác của họ sao? Không phải. Họ xấu hổ bởi vì cái nhìn Đức Thánh Giáo Hoàng Phao-lô đệ nhị nói. Bởi vì cái nhìn của người đàn ông là cái nhìn của soi mói, của ham muốn, của đòi hỏi, của biến cái thân xác của người đàn bà không còn bởi xương, bởi thịt mà trở thành một cái object, tức là một cái vật để thỏa mãn sự sung sướng của tôi. Và đó là tại sao người xấu hổ. Hỡi những người bạn trẻ đang yêu, sắp yêu mà chưa cưới, tôi xin các bạn hãy về và suy tư dùng cái khí tính nguyên thủy của Thiên Chúa. Hãy đặt mình trước tấm gương và hãy hỏi mình là ai trong mối tương quan của mình với Chúa. Dạ, chắc chắn sẽ có những người con trai nó lừa con, sẽ có những đứa con gái nó cho con. Nhưng hôm nay con đứng ở đây, cha thông đứng ở đây để xin các bạn đừng bị lừa và đừng cho. Thế cái hay không? Hai câu trả lời vẫn đổi tội của người đàn bà. Con rắn là một cái thứ không ngang hàng với mình và sẽ nó lừa được lại. Người đàn bà lúc nào cũng là bị cáo. Người đàn ông hỏi là đừng có nó lừa con, nhưng tội của con là do. Các bạn thân mến, chắc các bạn đã hiểu được cái tư tưởng mà tôi đến đây tối hôm nay để chia sẻ với các bạn. Cầu nguyện cho nhau và với nhau để mình nhận thức được hai điều. Khi nhớ rất rõ mình là ai, là hình ảnh của Chúa, và cái ý định nguyên thủy của Chúa tạo dựng nên mình là gì, để dùng thân xác như thế nào. Tôi đã nói rồi, một cái biểu đồ đơn giản cho các bạn nào chưa lập gia đình nhìn lên sai. Cái bình thường của một con người khi chúng ta tìm hiểu được những cái hôn nhân, tôi sẽ dịch một tiếng Việt. Cái đầu tiên là chúng ta nhìn vào mặt nhau đi và hãy nói với nhau thật tình như chưa bao giờ. Hay như cha thông làm bài thơ tặng một cô gái: hôm qua tôi gặp em đánh mất trái tim, hôm nay tôi trở lại biết tim đâu mà tìm. Tim tôi thì nhỏ bé chắc không chạy đâu xa, cô em đã lấy dấu nợ người nào. Đó là cái nhìn của Pháp là về đã choáng. Sau cái choáng đó chúng ta mới bắt đầu mơ. Cứ cả ngày cả đêm nó cứ viễn vông về cái người đó. Ăn không ngon, ngủ không yên. Cái thứ ba là chúng ta đi tìm hiểu cô ta. Và tôi đã tìm hiểu về cô ta là ai, chứ không phải là thân xác cô ta có cái gì. Bởi vì có nhiều đứa nó bảo cha không bảo tìm hiểu, cho nên con cứ tìm coi thân xác nó có cái gì. Tôi bảo tìm hiểu cô ta là ai, chứ không phải là thân xác cô ta có cái gì. Đừng công sơn bảo anh vuốt tóc em, cho nên quê lạnh giá, tóc nó tới đâu thì vuốt tới đó, đừng vuốt ra khỏi tóc. Rồi bon đi, họ mới quen nhau, họ lại càng tìm hiểu nhau, và cuối cùng chữ quan là họ trở nên. Đấy là cái điều mà
tôi xin các bạn làm. Nhưng mà cái khổ của giới trẻ ngày hôm nay nó chơi thế này, nó gặp nhau là nó quăng một phát cái đá. Rồi thay vì người ta là chính vì vậy cho nên sau khi mà nó quen nhau đó, nó bí mật xong khi nó thấy ra người ta phát hiện ra nó quen nhau, thế là nó thân mật rồi, nó đi tổng trăng mật, xong nó về nó giận mật. Tôi muốn các bạn nó có giận thì giận trước khi đi tổng trăng mật, để rồi đừng đợi nó. Hôn nhân của người ta nó là tình là chơi qua. Tôi lúc tôi bực mình lắm, tin tức người ta bảo nói là do duyên xấu cho nên chúng tôi chia rẽ nhau. Thực ra là cái gì? Do là trời tinh, trời tôi mà làm ông trời tôi phản tác mọi cái thằng nói câu đó. Lúc mày yêu nhau mày có hỏi ý kiến tao không? Đến lúc mày chia sẻ nhau mày bảo do ông trời. Ông trời nói lúc mày yêu mày có hỏi ý kiến trời không con? Lúc đó có ông trời đứng đó nói mày cũng cố biết mày nghe đâu, mà mày chia sẻ cái này đổ lỗi ông trời. Các bạn không phải tại anh cũng không phải tại em, tại trời xuống ý kiến đến chúng mình xa nhau. Và trời đâu có xuống kiến, tại sao mày cứ gần nào? Đó là một chọn lựa và chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những chọn lựa của chúng ta. Đừng đổ lỗi cho nhau và đừng đổ lỗi cho trời, và chắc chắn đừng đổ lỗi cho Chúa. Mình đổ lỗi cho Chúa bởi vì mình quên được tại sao Chúa làm cái điều đó. Cái ý định nguyên thủy của Chúa là gì? Mình quyết định thay đổi ý định của Thiên Chúa. Con muốn đứng lên đây để con kết cái bài. Trong hai trình thuật của tạo dựng, Chúa đều tạo dựng như thế nào? Chúa đều cho chúng ta tất cả ở trên đất. Hãy dùng nó, hãy sử dụng nó. Tiền bạc, tài sản, vật chất, ra hoa, quả, ruộng, màu, tất cả các loại con. Trên đầu ngươi chỉ thờ phượng một mình Yahweh Đức Chúa là đấng tạo dựng nên người. Ngày hôm nay chúng ta mang tất cả những cái thứ mà Chúa bảo cho người dùng ở dưới đất này, mình bê nó nặng nhọc lắm, mình đội nó lên đầu nè, mình thờ nó, mình phát Chúa từ trên đầu nè, mình đặt xuống đây nè, và mình dẫm lên Chúa, rồi mình hỏi Chúa ở đâu. Đó không phải là ý định của Thiên Chúa. Đó không phải là sự nguyên thủy mà Thiên Chúa muốn. Hãy trở về với căn tính của mình và hình ảnh của Chúa. Hãy trần truồng những ai giống vẻ và hãy nhận ra rằng đây bởi thân tôi và thịt bởi thịt tôi. Và hỡi những người có vợ, có chồng, khi ăn với nhau hãy dám một lần nữa xác minh được điều đó. Hãy nhìn vào nhau và cảm nhận nhau như hai con người trở nên một, đừng biến mình thành con vật. Chúc các bạn vui và trở về với hình ảnh của Thiên Chúa. Con vẫn nhớ năm xưa một chiều
biển lo quang, dạy vì cho con sao thật không lớn không thua người ta. Cầu kinh kia mẹ dù con bao năm vẫn nhớ, nhớ rằng mình phải trung thành, tình cho đi tình yêu mãi mãi, người con yêu mãi là Giê-xu. Con